5 bộ phim về rắn hay nhất trên thế giới. Rắn là một sinh vật không chân nhưng lại là nỗi ám ảnh với không ít người. Nhiều nhà làm phim đã chọn sinh vật này làm cảm hứng cho tác phẩm điện ảnh của mình và đã gây nên những tiếng vang lớn trên thế giới. Chúng ta hãy cùng khám phá 5 bộ phim hay nhất về rắn và video dưới đây nhé. 5. Ula 2014. Ula là một bộ phim kinh dị của Malaysia với những hình ảnh chết chóc rợn người khi phải đối đầu với loài rắn khổng lồ. Bộ phim xoay quanh một nhóm người may mắn có được phần thưởng là một chuyến đi tới một hòn đảo mơ ước với kỳ nghỉ mát bình dị. Tuy nhiên, họ không ngờ được rằng chuyến đi ấy là một chuyến đi tử thần. Chỉ để họ khám phá được rằng bản thân mình đang mắc kẹt tại một hòn đảo với sự xuất hiện của lũ rắn khổng lồ, hung tợn và khát máu. Bộ phim sẽ đưa bạn lạc vào một thế giới rùng rợn và không ít cảnh thót tim. 4. Sandspan 2009. Sandspan là bộ phim kể về những binh lính Mỹ chiến đấu trên một sa mạc của Afghanistan. Phim thuộc thể loại kinh dị, xen lẫn hành động, đầy cẩn từ đầu tới cuối. Trong phim, những binh sĩ Mỹ chiến đấu trên sa mạc để chống lại lực lượng nổi dậy là Taliban. Nhưng dần dần, họ phát hiện ra một điều, Taliban không phải là đối thủ duy nhất và cũng không phải đối thủ nguy hiểm nhất đối với họ. Đối thủ tàn bạo đó chính là bầy động vật ăn thịt người khổng lồ, trông có vẻ giống với loài rắn. Loài động vật kỳ quái này thức giấc và chui lên từ lòng đất và tấn công họ. Cũng từ đó, cuộc chiến của những binh lính Mỹ trở nên khó khăn và nguy hiểm hơn gấp trăm lần. 3. Next on a Plan 2006. Phim kể về kế hoạch giải cứu một tên tội phạm quốc tế là Eddie Kim. Đàn em của hắn đã lên kế hoạch đưa hàng trăm con rắn độc với nhiều kích cỡ, nhiều loại độc tố khác nhau được bí mật đưa lên trong khoang hành lý và được hẹn giờ để chúng tràn ra máy bay. Để thêm phần chắc chắn, chúng còn bị hít một loại thuốc kích thích tính hung dữ và tàn bạo. Khi đàn rắn được thả, chúng sẽ tràn ngập tất cả các ngõ ngách của máy bay một cách âm thầm. Đàn rắn khủng khiếp đã bò qua các lỗ thông hơi, đường dây điện, phá hủy hệ thống khởi động của máy bay, tấn công bất kỳ một hành khách nào vào bất cứ lúc nào. Với đàn rắn 450 con, trông thật khủng khiếp, trong đó có một con chăn dài tới 5 mét. Bộ phim đã khiến khán giả khóc thét và ám ảnh thật sự. Ngay sau khi phát hành, bộ phim đã ở vị trí quán quân bảng xếp hạng phim của Mỹ. 2. The Hunt for the Lost Orchid 2011. Bộ phim được quay ở những khu rừng rậm vùng Nam Mỹ. Bộ phim kể về một nhóm nhà khoa học phát hiện ra loài hoa lan đỏ có khả năng tái tạo tế bào, giúp làm đẹp và kéo dài tuổi thọ. Vì vậy, họ quyết định làm một chuyến đi vào rừng để hái được loài hoa quý hiếm này, với hy vọng tạo ra kỳ tích cho nhân loại, mặt khác để kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên, họ không biết được rằng chuyến đi của họ có sự tham gia rất mặt của những con rắn khổng lồ. Chúng đang hoa lan đỏ khiến chúng đạt được kích thước cực đại, đủ để nuốt chửng hàng chục người. Với mục đích ban đầu khiến các nhà khoa học không dừng lại, nên họ bắt đầu đối đầu với lũ rắn khổng lồ. 1. Anaconda 1997. Bộ phim kể về một đoàn làm phim với mong muốn vài phim tài liệu về một tộc người da đỏ ở thượng nguồn sông Amazon. Vì vậy, họ đã quyết định thâm nhập vùng rừng nhiệt đới hoang sơ này. Cả đoàn đã cứu sống Bao, một người đàn ông có tung tích rất bí ẩn. Hắn đang âm mưu bắt sống Anaconda, một loài chăn khổng lồ chỉ có tại vùng rừng này, với mục đích kiếm lợi nhuận làm giàu cho hắn. Bao bắt đầu đặt sinh mệnh của mọi người trên tàu vào nguy hiểm khi loài chăn khổng lồ kia đang trong mùa sinh sản và cần rất nhiều thức ăn. Bao trùm lên cả bộ phim là sự chết chóc đáng sợ, những giây phút hồi hộp đến nghẹt thở, những cái chết bất ngờ không được báo trước khi phải đối mặt với hàm răng sắc nhọn của sát thủ rừng rậm. Bộ phim mang lại cho khán giả nhiều giây phút giải trí vô cùng phấn khích và thoải mái. Các bạn vừa xem xong video 5 bộ phim về rắn hay nhất trên thế giới. Và bạn đã xem qua những bộ phim này chưa? Hãy bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã xem kênh và đừng quên đăng ký để theo dõi những video mới nhất trên kênh của chúng tôi.